Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc. Hôm nay là phiên buổi tối ngày 18 tháng 1 năm 2018, chúng em cập nhật về những cái loại hàng mà chiều tối hôm nay em có cập nhật cho các bạn. Thì các bạn thích đặt hàng loại lan nào thì vui lòng liên hệ gọi điện trực tiếp cho cơ sở chúng em theo số điện thoại là 0984754102 nha các bạn nhé. Đặt hàng với chúng em sẽ gửi hàng COD đi cho các bạn, sẽ có bên nhân viên giao hàng tận nơi và thu thanh toán tiền hàng và tiền cước trực tiếp với các bạn luôn nhé. Đó, hôm nay có lan Vanda Hương Chanh này về này, có lan đùi gà Tây Bắc hàng vàng óng rất đẹp luôn, hoàng thảo vôi, ngọc thạch ba màu, trồn đai châu, kiếm đỏ có này, long tu xuân có, Điện Biên Đông, Hạc Vĩ Bắc, rồi Thập Hoa. Hôm nay có giảm giá một số mặt hàng nhé các bạn nhé. Đó, rồi có Kim Thoa, U Lồi Đang Nụ, với cả Trúc Mành. Trúc Mành thì hôm nay em giảm giá rẻ luôn, có 220.000 một cân thôi các bạn ạ. Rất là thoải mái, một loại hoa rất là đẹp. Đấy, và đùi gà thì bây giờ đang có nụ chi chít rồi các bạn ạ. Đấy, bây giờ em giới thiệu luôn cho các bạn những cái mặt hàng mà hôm nay em có. Ở đây em có hai dề Vanda. Dề Vanda này rất là nhiều ngọn luôn các bạn này. Đấy, dề Vanda rất là nhiều ngọn này. Có giá là 400.000 nhá, dề này nhá các bạn. Để em đếm ngọn cho các bạn này, ngọn rất to luôn này. Một ngọn to này, 2, 3 ngọn to này. Đó. 4 5 6 7 8 9 10 ngọn luôn các bạn ạ. Có 10 ngọn nhá, nhưng mà ngọn này bị gấy. Ngọn này bị gấy đầu nhá các bạn nhá. Đấy, 9 ngọn còn nguyên lành, còn một cây con nhỏ đấy không tính. Đó, Vanda thì bây giờ đang ra nụ, đang mùa ra nụ nhá các bạn nhá. Dề này thì bây giờ vẫn chưa chồi nụ này. Nụ nó ở trong những bẹ lá. Vanda thì nó ra nụ rất sai. Mỗi ngọn này nó ra hoa tầm khoảng 3 đến 6 vòi hoa cơ. Đó. Dề Vanda này là có giá là 400.000 nhá. Còn ở đây em có hai dề này à. Đấy, hai dề này thì bây giờ đang ngọn rất là đang ra nụ rất dài rồi đây. Đấy, ngọn này hai nụ này, ngọn dưới này nữa này. Đấy, ngọn dưới này tới ôi bị gãy mất hai nụ các bạn ạ, còn một nụ thôi. Đấy, hai nụ bị gãy này, nụ nó dài quá nó bị gãy các bạn ạ. Vanda thì hoa cực kỳ là thơm rồi. Đấy, hai dề này, đấy dề này ba ngọn này, đấy ba ngọn và hai cây con nhá các bạn nhé. Còn ở dề bên dưới đấy cũng là ba ngọn nhé các bạn nhé. Đấy, dề bên dưới đấy là hai ngọn to và hai ngọn nhỏ nhé các bạn, hai ngọn con. Đó, hai dề này là có giá là 250.000 nhé các bạn nhé. Còn ở bên này đây thì em có Vanda hàng kg. Vanda hàng kg có những cây nở sớm thì nó đang nở đây rồi đây. Hoa cực kỳ là thơm luôn các bạn ạ. Đó, bông Vanda đây. Vanda đây các bạn nhé. Hoa cực kỳ là thơm luôn các bạn ạ. Đấy, Vanda Hương Chanh. Đó, hàng kg thì nó sẽ em bán lá xếp, lá lướt lấn lộn nhau nhé các bạn nhé. Đấy, chứ em không bán chọn. Bán chọn thì các bác chọn cây xếp rồi cây lá lướt thì lại để cho những bác ấy, bác nào chơi đúng không? Đang nụ rất là nhiều này. Đó, 150.000 một cân thôi, rất là rẻ. Đó. Còn sang bên này đây thì em có cái lan đai châu. Đai châu hàng cây nhỏ nhá. Cây nhỏ li ti này có này. Đấy, cây nhỏ li ti này. Cái này em bán giá cho các bạn lấy về trồng là cái này một cân nó rơi độ khoảng 30-40 cây đi các bạn ạ. Cây nó rất là nhỏ và một số cây to nó là xấu nhá các bạn nhé. Đấy, như cây này là to mà nó xấu này. Cái này có giá là 380.000 một cân thôi. Đấy. Đó. Hàng này chúng ta ghép sau 2 năm thì cho hoa rất là đẹp luôn. Đó, những cây như này đã cho hoa rồi đây các bạn. Đấy, bông đai châu rừng đây. Đó. Đai châu rừng nhá các bạn nhá. 380.000 một cân. Còn cái hàng này đây, cây chung chung này, bây giờ đang nụ nữa này. Đó. Những nụ làm dài quá thì nó bị hỏng mất những cái chồi nụ này. Đó. Hàng chung chung này thì độ khoảng 15 cây một cân nhé các bạn nhé.
đó, 10 đến 15 cây một cân. Hàng rừng thì lá nó có bị nhăn nheo, nhưng mà về chúng ta ngâm qua B1 cho em nhé. Ngâm B1 xong rồi treo lên để ráo là chúng ta bắt đầu ghép trụ nhé. Loại này thì có giá là 550.000 một cân nhé các bạn nhé. Hàng châu rừng ạ. Hàng này hàng chung, cây rất là đều, tầm 15 cây một cân. Còn đây là châu, loại cây to, chừng khoảng 7 cây một cân nhé các bạn nhé. Vẫn còn đang vòi nụ này. Đó, vòi dài này là khả năng là nở sau Tết một chút thôi. Như cây này đã nở hoa này. Đó, hàng này tầm 7 cây một cân. Đó, đấy, cây rất to đẹp luôn. Hàng to này chỉ có chừng khoảng, chắc chừng khoảng 4 cân. Cả hai phần này. Còn ở đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi thì có cả hàng giống và hàng ấy nhá các bạn nhé. Hàng giống thì hàng gấy thân hoa. Và cái nhỏ châu to thì là, à quên mất, chưa báo giá châu to các bạn nhỉ. Châu to này cũng có giá là 550.000 một cân nhé các bạn nhé. Đó. Còn đây là long hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi hàng giống này có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Có cả thân hoa gãy này. Nhưng mà loại này hàng giống thì chúng ta là vẫn có những thân để cho chúng ta chơi hoa. Tại vì nó gãy nửa thân thì em cũng lọc ra đây. Đấy. Như thằng này đây gãy nửa thân thôi. Đây. Đấy. Nó gãy nửa thân thôi này. Với cả hàng cây nhỏ là 200.000 một cân. Còn đây là long hoàng thảo vôi hàng đẹp. Cây dài đẹp luôn cho các bạn. Đầy đủ thân hoa nhá các bạn nhé. Khóm nào cũng đầy đủ thân hoa. Đấy. Đấy, như dề này đây cũng đầy đủ thân hoa hết này. Đấy. Đấy, những thân hoa đây. Đó. Đây. Có cả thân hoa và thân già nhé các bạn nhé, hàng kg. Loại này có giá là 250.000 một cân. Hàng đẹp. Còn đây là đùi gà rừng Tây Bắc nhé các bạn nhé. Đùi gà rừng Tây Bắc này, vàng thân vàng óng luôn này. Thân to đẹp luôn. Đấy. Đùi gà thì mùa này đang sưng nụ nhé các bạn nhé. Đây như thân này đây, nụ này, nụ nó ra nhiều quá, nó sứt sát đi một số nụ rồi, còn một vài nụ nữa còn. Đấy. Hàng này thì chúng ta nên mua sớm, tại vì sắp tới nó mà nụ mà ra dài quá thì nó hỏng hết nụ các bạn ạ. Đây. Đấy, có những thân nó vẫn còn lá mà đang cho nụ rồi này. Nó không cần xuống lá luôn. Đấy, đang sưng này. Đó, đang sưng nụ này. Đấy, hàng này thì có giá là 230.000 một cân nhé các bạn nhé. Hàng đùi gà Tây Bắc này nhé. Đó, đang nụ đây. Nụ đang sưng rất là nhiều này. Đấy. Đấy. Nụ mà ra dài quá nó vận chuyển là hỏng hết nụ các bạn ạ. Đấy, 230.000 một cân thôi. Còn ở đây là đuôi chồn hàng cây nhỏ, 160.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, đuôi chồn hàng cây nhỏ. Đấy. Mới về còn thành từng bó luôn này. 160.000 một cân thôi. Còn đây là ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu có giá là, đấy hôm nay em bớt giá các bạn là 180.000 một cân nhé. Ngọc thạch ba màu. Còn ở đây là long tu xuân. Long tu xuân hàng cây ngắn, hàng giống, có gãy thân hoa nữa. Những thân nào mà dài mà nó gãy nửa thân á thì em cho vào hàng giống đây. Đấy, thân nó vẫn có những thân nó vẫn dài tầm khoảng 20 phân. Có những thân là tầm 10 phân, 20 phân rất là nhiều luôn. Hàng giống này có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Long tu xuân ạ. Còn đây là long tu xuân hàng đẹp, 250.000 một cân. Đó. Đấy, như này cho vào hàng giống này. Dài đẹp luôn. Từ 30cm trở lên luôn các bạn ạ. Có những thân nó bị gãy đầu đi đôi chút thôi các bạn ạ. Nhưng mà vẫn đủ từ 30cm trở lên cho các bạn nhé. Còn đây là điện biên đông. Điện biên đông phiên năm nay có giá là 150.000 một cân. Còn chừng khoảng 4 cân ở đây. Còn đây hạc vĩ bắc chắc chừng khoảng 2 cân nữa. Cái này thì 260.000 một cân nhé các bạn nhé. Hạc vĩ bắc. Đó, bây giờ là những thân nào chưa xuống lá thì em vặt lá sạch cho các bạn thôi. Tại vì những cái lá này lúc gửi hàng đi nó cũng bị úng các bạn ạ. Nó cũng úng và nó cũng rụng hết, đang mùa rụng mà. Và bây giờ nó đang lên nụ, cho nụ rất là nhiều rồi. Hạc vĩ bắc ấy các bạn ạ, đây này. Những cái thân đang sưng nụ rất là nhiều luôn này. Đó. Đấy. Rất là nhiều thân tơ cho nụ nhé các bạn nhé. Đây. Đó, đang nụ này. Sưng nụ ra trắng toát rồi này. Đó, đấy. Đây.
260.000 một cân. Và còn đây là cái lan thập hoa nhé các bạn. Thập hoa thì hoa màu hồng hồng rất là đẹp luôn. Thập hoa có giá là toàn hàng dề thôi này, có giá là 150.000 một cân. Và còn đây là kiều vàng. Kiều vàng hàng đẹp này 160.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy. Hàng đẹp luôn này. Đấy. Thành từng khóm, 2-3 thân một khóm nhé các bạn nhé. Rất nhiều lá, thân nào cũng có lá hết này. Đó. Đấy. Kiều vàng đây, 160.000 đây. Đó. Đấy. Còn đây là kiều vàng hàng hàng cây giống, hàng rời nhiều và cây nhỏ nhé các bạn nhé. 110.000 một cân thôi. Đấy. Em bán thanh lý cho các bạn vào vườn, 110.000 một cân. Đó. Đây. Hàng rời này. Đấy. Hàng này chúng ta ghép vẫn ok nhá. Còn đây là kiếm đỏ cao bằng. Kiếm đỏ cao bằng dê này thì dê này mấy cân nhỉ? Dê này 300.000 này các bạn này. Đó, dê kiếm đỏ cao bằng này rất là tròn đẹp luôn này. Kiếm đỏ cao bằng thì cho hoa màu đỏ rực và cái cần hoa của nó rất là dài các bạn ạ. Đấy, đây là những cái mắt nụ nhá các bạn nhé. Những cái cần hoa này nó sẽ nở vào chừng khoảng tháng 4, tháng 5 nhá. Đấy, đây là nụ nhá. Đó. Đấy, dề này 300.000 nhá. Dề kiếm đỏ rất là to đẹp luôn này. Và còn đây là hàng này em có phân ra thành từng bó. Mỗi bó này là 70.000 một bó nhé các bạn nhé. Một bó kiếm đỏ 70.000. Đấy, em có buộc thành từng bó luôn cho các bạn dễ trồng. Tại vì một bó này về chúng ta trồng một chậu vừa vừa là đẹp rồi. Đấy. Lan kiếm thì chúng ta trồng như các loại kiếm khác nhé. Chúng ta trồng vỏ thông, bằng vỏ thông xuống chậu nhé. Trộn lẫn với vỏ lạc đập dập với hoặc vỏ trấu nhé. Kiếm đỏ cao bằng thì cần hoa nó to bằng cổ tay mình luôn. Và cho hoa màu đỏ dựng đứng rất là đẹp. Đó. Còn đây là kim điệp nhựa này. Kim điệp nhựa hàng to đẹp này có giá là 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Kim điệp nhựa thì mùa này đang là mùa cho nụ, cho hoa, nên là cũng là cái mùa ghép thuần rất là dễ luôn. Đây là những cái nụ kim điệp nhựa đây. Đó. Đấy. Nó hơi chói đèn flash tí nhỉ. Tại vì trời tối thì em phải bật đèn flash quay cho các bạn cho nó chi tiết. Đấy, đây là những cái nụ đây. 250.000 một cân ạ. Đấy. Lác đác nhưng thân này nó bị gãy, nhưng mà nó sẽ để cái con sau thôi, không có thân gãy đâu các bạn ạ. Có mỗi thằng này nó bị gãy thôi. Đấy. Kim điệp nhựa nó ra hoa cả thân già và thân tơ nhé các bạn nhé. Nên là thân nào nó cũng có thể cho hoa, nên là chúng ta đừng cắt đi nhé. 250.000 một cân thôi. Còn đây là hàng kim điệp nhựa, hàng cây nhỏ, cây rời. Có những cả cây nhỏ như này nhưng mà nó vẫn cho hoa bình thường nhé các bạn nhé. Đó, có cả những cây khóm nhỏ nhỏ như này đây. Đấy. Đấy, nó vẫn cho nụ hoa bình thường đây. Cây nhỏ nó vẫn cho nụ hoa đây. Mùa nụ hoa là mùa chúng ta ghép thì cây nó sẽ phát triển thêm cây con và rễ, nên là cái mùa thuần thích hợp nhất để mà chúng ta thuần cái kim điệp nhựa này. Tất cả các loại lan rừng đều thế. Còn đây là đuôi chuột. Lan đuôi chuột mới về được thêm chừng khoảng 4 cân đây. Hàng này thì các bác nào cũng rất thích trồng, tại vì nó vừa đẹp vừa đẹp cả lá và rễ. Chúng ta trồng đứng lên chậu rất là đẹp luôn. Nhìn những cái rễ của nó rất to khỏe đẹp. 150.000 một cân thôi. Còn đây là lan kim thoa. Kim thoa có giá 100.000 một cân thôi các bạn ạ. Đó. Chủ yếu là hàng dề thôi, hàng dề từ 3 lạng rồi là 5 lạng có. 1 cân có nhé các bạn nhé. Kim thoa 100.000 một cân. Thân vàng óng luôn này. Còn đây là hoàng thảo tam bảo sắc nha các bạn nhé. Hoàng thảo tam bảo sắc có giá là 250.000 một cân. Đấy. Hoàng thảo tam bảo sắc đấy. Còn đây là lan trúc mành. Trúc mành này thì đấy, trúc mành ở bên rừng Lào nên là có giá là 220.000 một cân thôi các bạn ạ. Nhưng mà hoa thì màu hoa nó không khác nhau đâu. Cũng có lấn cả một ít hàng của Điện Biên nhé các bạn nhé. Đấy. Có lấn cả một ít hàng Điện Biên. Đấy. Gần như là một nửa hàng Lào, một nửa hàng Điện Biên. 220.000 một cân phiên hôm nay nhé các bạn nhé. Đó. Còn
Ở đây là lan u lồi. U lồi thì bây giờ đang nụ rất là nhiều các bạn ạ. Có một số thân thì nó bị gãy đầu nhưng mà đang cho nụ rất là nhiều luôn này. Đấy, 280.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, u lồi ạ. Đó, đảm bảo hàng đều có ấy cho bạn hết nhá, thân hoa cho các bạn chơi hết nhá. Thân hoa mà bị gãy thì em lọc ra cho vườn em ươm tiếp rồi nhá. Các bạn cứ yên tâm là khóm nào cũng có thân hoa, không có thân gãy. Còn đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên phiên hôm nay rất là đều đẹp luôn này. Toàn hàng dề nhỏ chừng khoảng 2-3 lạng cũng có. Như dề này nó rơi vào độ khoảng 1 lạng rồi các bạn ạ. Đó, sơn thủy tiên thì có giá là 200.000 một cân thôi. Đó, rất đẹp luôn. Các bạn thích dề cỡ nào cũng có nhá. Đấy, hàng kg. Thì nếu mà các bạn lấy 5 lạng mà chưa đủ, có một dề nào đấy mà chưa đủ 5 lạng thì em sẽ bù vào cho nó đủ 5 lạng thôi. Đấy, như dề này thì chừng khoảng 1 lạng. Còn dề này thì không đến lạng đâu các bạn. Dề này thì không đến lạng. Còn đây là kim điệp xuân nhé các bạn nhé. Kim điệp xuân còn chừng này đây này. Kim điệp xuân có giá 150.000 một cân nhé. Còn đây là hoàng thảo môi tua. Môi tua vàng óng rất đẹp luôn này. Môi tua có giá 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Hoàng thảo môi tua đang chuẩn bị cho nụ rồi. Còn đây là phi điệp vàng. Phi điệp vàng thì có giá 150.000 một cân. Đó, có chừng 5 cân như này. Đấy, vừa rồi là những mặt hàng mà phiên hôm nay chúng em có để chia sẻ cho mọi người. Và em có đề xuất giá chi tiết cho các bạn từng loại một rồi nhé. Nên là các bạn đặt hàng thì cho em xin cái đơn hàng và địa chỉ, nhắn tin cho em đứng được hoặc là gọi điện trực tiếp để đặt hàng nhé các bạn nhé. Em Ngọc Bình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã bên La Chơn Cú Húc nhé.